Hi, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Hải Chiều Xe Tải. Thì hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời. Hải Chiều đi qua mấy cái showroom của công ty ô tô Phú Cường Hải Chiều á, cho Hải Chiều đi quay mấy con xe thuần chassis cho anh em nha. Thì hôm nay Hải Chiều xin giới thiệu đến em con Isuzu WKR 270. Đây, đây là Isuzu chính hãng nha anh em. Đó, đây, đầu cabin nè. Đầu cabin vuông nè anh em. Đó. Thì á trong phân khúc Isuzu thì anh em nhiều anh em lại chuộng những cái dòng mà WKR 270 230 bởi vì là tải nó vừa phải với lại hàng hóa anh em chở và cái tiền thì nó cũng nhẹ hơn những cái dòng như là 310 với dòng 400 nha anh em. Đó. Đầu cabin thì cái dòng này thì không đẹp bằng cái dòng 310 với dòng 400 anh em. Này này thì trong phân khúc của Isuzu này thuộc dạng là gọi là xe chính hãng nhưng mà giá thì gọi là giá bình dân đó anh em. Đó, chữ Isuzu này, mạ chrome này, màu bạc rất là đẹp luôn. WKR đó, 270 là số loại của nó. Cụm đèn này, halogen kết hợp đèn xi nhan, đèn dummy đó anh em. Nhìn thấy cái miếng mũ đằng trước xe này, đó. Anh em thấy đẹp không? Cản thì cũng là cản là bằng mũ luôn nha anh em. Cụm đèn gương của con xe thì đây con này thì sử dụng là lớp Yokoyama, lớp của Nhật Bản nè anh em. Đó. Động cơ Isuzu. Dạ, thì đây là khung chassis nha anh em. Thì con này có thể đóng rất là nhiều thùng luôn anh em ạ. Như là thùng bạc nè, thùng kính nè, rồi đóng chuyên dùng luôn. Đó, anh em nào mà muốn tìm hiểu kỹ mà muốn đóng thùng gì đó thì anh em cứ liên hệ Hải Chiều nha. Tại Chiều đây Chiều sẽ quay xe taxi và báo giá xe thùng bạc cho anh em nha. Đó. Đây. Động cơ Isuzu nè. À, máy là máy ba cục nè. Đó. Máy ba cục luôn nên thì anh em yên tâm. Ở cầu cái hộp số này rất là lớn luôn. Hiện tại thì xe này WKR 20 rất là còn nhiều xe, anh em yên tâm nha, khung chassis rất là chắc chắn luôn. À, anh em nhìn cái trục giữa của xe này, cầu xe là khá là lớn. Đó, với phục giảm chấn nè, nhíp thì sử dụng là nhíp một tầng nha anh em. Đó. Với rất nhiều cái giá nhíp rất là dày luôn. Nào, anh em nhìn con taxi đây. Thì con này là 6 bánh bằng nhau nên nó có một lớp sơ cua cho anh em. Là toàn thể xe chắc không taxi của xe. Thì á con này mà anh em mà muốn lên thùng bạc á mà đóng thùng mà tiêu chuẩn á là giá là 565 triệu xe và thùng nha anh em, lăn bánh cho anh em luôn. Còn anh em nào mà muốn đóng thùng option á thì có liên hệ số điện thoại Chiều để bên dưới phần mô tả nè, Chiều sẽ tư vấn và báo giá cho anh em. Đó. Thì thủ tục làm xe đơn giản anh em. Chỉ cần chứng minh nhân dân, sổ khẩu giấy ký kết hôn hoặc là độc thân, anh em đưa trước cho bên Chiều 150 là bên Chiều sẽ làm cho anh em nha. Đó, con này thì chất xe à, với là ghế nãy 3 chỗ ngồi. Đó này. Thì anh em nào mà biết về Isuzu thì này thì quá quen thuộc với anh em rồi. Thì đây là xe chính hãng thì nên nó không không còn gì để bàn cãi về động cơ hoặc là về máy móc nha anh em. Chủ yếu cái điều mà anh em cần quan tâm nhất là anh em muốn đóng cái thùng như thế nào cho đẹp. Thứ nhất là đóng thùng cho đẹp này, thứ hai là giá cả hợp lý đó anh em. Đó, hộp số gì 5 tiếng và một lùi. Đó. Thức này. Đây là theo kiểu là xưa giờ của Isuzu luôn, chạy theo kiểu cổ điển nha anh em. Đó, rất là đẹp nè, nó máy lạnh theo xe rồi luôn. Đầu radio luôn. Nó gì? Nó vô lăng này nè. Hai cháu này, chữ Isuzu trên này. Đồng hồ. Đồng hồ nè anh em, đồng hồ km nè, đồng hồ nhiên liệu, đồng hồ khách nước, đồng hồ vòng tua máy. Đây này.
cái đầu radio cho em luôn nè, thấy không? Nên anh em mua xe cứ liên hệ Hải Chiều nha, Hải Chiều sẽ tư vấn cho anh em. Thì nói chung là anh em mình mua xe chính hãng thì mình anh nhiều số anh em là thích đóng cái thùng gió đẹp, anh em mình là chơi xe mà Chiều cũng là cung cấp tem mạc nè, đồ chơi ốp mâm, ốp kính, ốp gương rồi ốp đèn cho anh em luôn. Chung là những gì mà liên quan tới đồ chơi xe tải là Chiều làm hết. Anh em cứ liên hệ Hải Chiều, Hải Chiều cũng thu xe cũ đổi xe mới cho anh em luôn với cái giá là rất là tốt cho anh em. Thứ nhất là giúp anh em tái đầu tư xe, anh em đôi khi anh em nha muốn bán chiếc xe đó anh em phải chờ, phải đợi 1 tháng 2 tháng mà xe thì anh em cần một số xe, lượng hàng anh em cần xe mới mà đúng cái tải trọng của hàng hóa rất là cần gấp á, nên bên Chiều cũng biết cái điều đó nên Chiều cũng đã sẽ thu cũ và đổi xe mới cho anh em, nên em cứ yên tâm nha. Đó thì Hải Chiều thì chuyên kinh doanh tất cả các dòng xe tải luôn, đồ chơi xe tải nè, xe chính hãng đến liên doanh. Đó, anh em cứ liên hệ Hải Chiều sẽ được Hải Chiều bán cho một cái giá rất là tốt. Chiều cũng xin dừng video ở đây, anh em nào đi ngang qua kênh của Hải Chiều để lại cho Hải Chiều một đăng ký kênh để Hải Chiều quay những video tiếp theo ở trên những cái bãi xe của Hải Chiều á, để gửi đến cho anh em và báo giá cho anh em luôn nha. Thì đây Hải Chiều xin dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.